Thank you Manchester United Tại vì bây giờ à, chúng ta đang ở một cái vị trí rất thuận lợi Tại vì sao chúng ta sẽ gặp Newcastle Ở trong chung kết của Carabao Cup Không bảo ấy là chúng ta phải làm sao Quá tự tin, chúng ta khinh địch, chúng ta coi thường đối phương Không nói thế Nhưng mà ấy, sự thật ở đây là chúng ta không đá với Man City Đúng hay sai Xin lỗi với các bạn ạ Chúng ta là Manchester United Chúng ta không đá với Man City Chúng ta không đá với Liverpool Chúng ta thậm chí không đá với một Chelsea, một Arsenal Chúng ta đá với một Newcastle Và như tôi nói đi, tôi nói lại, tôi nói đi, tôi nói lại, tôi nói đi, tôi nói lại ở trên cái kênh này rồi Cái, cái gì? Cái kỳ vọng của chúng ta ấy là chúng ta phải vô địch Cái kỳ vọng mà chúng ta đặt lên cho Manchester United ấy, là chúng ta phải vô địch Cái kỳ vọng là những cầu thủ của mẫu ấy đặt lên cho họ ấy là phải vô địch Cái kỳ vọng của Eric Tanak ấy đặt cho cầu thủ của mình ấy và học trò của mình ấy là phải vô địch cái kỳ vọng của tất cả các haters và những anti fan mà U ấy là mà U phải vô địch tại vì một khi mà không vô địch á à, nó cười vào mặt mình ngay lập tức nó chửi mình ngay lập tức nó nói xấu manchester united ngay lập tức ngay lập tức tại vì sao tại vì cái kỳ vọng của chúng ta là phải vô địch khi mà chúng ta đã với cái gì khi mà chúng ta đã với một newcastle newcastle này còn chưa gọi là búp đam búp trưởng búp kháng phép Newcastle này á, à, đang ở một cái giai đoạn mà hiện tại ấy là rất là mới thôi Chỉ cần vào top 4 thôi là lúc đấy mới đầu tư khủng khiếp và đem về những cái siêu sao hàng đầu thế giới. Đây là cái giai đoạn mà mình có được cái kỳ vọng là chúng ta phải thắng Newcastle. Tôi không muốn nghĩ đến một cái giai đoạn ấy, tôi không nghĩ đến một cái thế giới mà về sau ấy, Manchester United đá với Newcastle ấy, cái kỳ vọng ấy là Newcastle thắng. Tôi không muốn nghĩ đến cái đấy. Sự thật ở đây ấy, các anh các chị, các em, các bác, các cô, các chú ạ, sự thật ở đây ấy là các bạn đừng có mà lôi. Ôi giời ơi, Newcastle năm nay đã hay lắm, Newcastle giữ sạch lưới tốt lắm thế này. Tôi không quan tâm tôi không quan tâm tại vì sao tại vì yeah, chúng ta đã không một lần nữa tôi bảo rồi chúng ta không phải là đá, đá với Real Madrid chúng ta không đá với Man City chúng ta đá với một Newcastle thực tế lên đi chúng là Man mình là Manchester United họ là Newcastle ở một cái giai đoạn mà họ đang mới xây dựng lại đội bóng thôi Tất nhiên chúng ta cũng mới xây dựng cũng vẫn có, có thể liệt hết cả cái tên này tên gì Bruno Gimarais này này nọ Almeron. ơ ừ, thì sao thì chúng ta có Casemiro chúng ta có trồi hoa bia Rashford chúng ta có Bruno Fernandes chúng ta có David de Gea chúng ta có Lisandro Martinez vừa mới vô địch World Cup chúng ta có Rafa Varane cũng vô địch World Cup chúng ta cũng có rất nhiều những cầu thủ hay thì sao nếu như mà họ có, có một số cái tên đáng gờm sự thật ở đây trên giấy, giấy tờ ấy là MU phải vô địch MU phải thắng Carabao Cup không có lý do lý cháu đừng có mà bảo ấy đội họ cũng thế này tất nhiên ấy đội họ ấy nó phải đến một cái mức nào đấy thì họ mới vào gì họ phải đến một cái mức nào đấy thì họ mới vào được chung kết không ai phủ nhận điều đấy cả nhưng mà manchester united đây là mu đây là một trong ba câu lạc bộ lớn nhất thế giới cùng với barcelona và real madrid có lượng fan base hùng hậu một trong những cái fan base hùng hậu nhất thế giới đông nhất thế giới có một cái thương hiệu có lẽ là mạnh gần như là nhất thế giới luôn rồi là câu là bộ vĩ đại nhất nước Anh này rồi lịch sử giàu nhất cả nước Anh này rồi khi mà đối mặt với một Newcastle chắc chắn là cái kỳ vọng của mình là mình phải thắng đừng có lôi ba cái trò đừng ba cái lôi ba cái trò lý do đôi, 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 đôi mấy cái dẫn chứng mà thực sự ấy, đối với tôi ấy, nó rất là rất là bé so với cái tầm vóc của Manchester United bây giờ đây khi mà mình có Erik Ten Hag có Casemiro có Rashford đã với cái phong độ kinh tởm như này đây hôm nay lại thêm một câu contribution nữa là một assist lại có lại có thêm nữa, Bruno Fernandes đang đá phong độ rất là ổn định. Lisandro Martinez, Luke Shaw, Rafael Varane. Trời ơi, họ phải khiếp sợ mình, chứ không mình không phải là mình phải khiếp sợ họ. Mình không khinh địch, mình không coi thường đối phương, nhưng mà mình phải tự tin lên, tự tin lên họ tôi đi. Trời ơi, đến chung kết rồi đây mà vẫn còn núp núp ẩn ẩn, giật dẹo mà sợ hãi, khiếp hồn, không dám, không dám, tự tin tự tin ủng hộ câu lạc bộ của mình là mình phải vô địch được cái giải này không thể nào tôi nói từ cách đây phải bao nhiêu tuần bao nhiêu tuần rồi từ cái lúc mà gan ghi bàn và phô lầm lúc đấy là tôi đã bảo ấy là cái kỳ vọng của chúng ta ấy là phải vô địch carabao cup nhìn đi man city bị loại tất cả những cái đội mạnh nhất bị loại như thế này ở đây đường nó mở toang như thế này ở đây có mỗi tôi là tôi cảm thấy là tôi gọi là mạnh mồm nhất và tôi dám nói tất nhiên đấy các bạn có một cái sự rẻ chừng tôi lên trên này tôi mạnh mồm nhất tôi nói thẳng luôn đó. phải vô địch đập nó tình hầm phải vô địch quật chất nó đi quật nó hai 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 trận đi đây, đây ngay từ đầu tôi bảo đây là một cái đội ấy à mà mình quật cho ba không mình quật cho ba 0 ở EPL sợ cái quái gì cái đội này một số bạn bảo ôi nó tính hơn mình như là thắng hay là hòa Liverpool ấy cái đứa Liverpool đã bây giờ có ra cái gì đâu tự tin lên tự tin lên mình hoàn toàn có thể vô địch được cái Carabao Cup này và tôi sẽ hẹn tất cả các bạn đây những ai mà đang xem live hay là những bạn nào ấy mà đang xem lại sáng hôm sau đúng không những cái video reaction như này đây và những cái nội dung này cũng như là tất cả cái phần chat như thế này đây tất cả những cái phần chat ở đây đây Tôi sẽ hẹn tất cả các bạn vào ngày 26 tháng 2 Chúng ta cùng watch along và chúng ta cùng Phải ăn mừng, không thể nào mà không ăn mừng được Phải ăn mừng Manchester United vô địch Carabao Cup Tôi tự tin đến cái mức thế Không thể nào mà mình không vô địch được cái giải này nữa Đây là cái cơ hội mà có lẽ là 10, 20 năm năm có một Không phải là ngàn năm có một đúng không Nhưng mà về mặt toán học ấy cái thứ và về mặt lịch sử ấy Là phải 10, 20 năm năm nay rồi là có được cái cơ hội nó dễ dàng đến cái mức này mình cũng không phải đụng phải một thằng Man City không phải đụng phải một thằng Liverpool không phải đụng phải bất kỳ một cái thằng nào khác mình đi một con đường siêu dễ như thế này đây <laughs> mọi thứ nó mở toang cho Manchester United này đây và đội cuối cùng mình gặp ấy là không phải là một đội ở trong top 6 không phải là một đội ở trong big 6 mà mình còn phải sợ nữa đến bây giờ mà vẫn còn hèn hèn nhát nhát mà phải sợ nữa sợ cái quái gì nữa trời ơi rồi ơi tự tin lên các fan MU ơi Đắng được, vô địch được, khổ quá, không thể nào mà không được ấy. Cái điều duy nhất nhé. <laughs> Vậy trước khi tôi nói cái này là chúng ta có hơn 300 bạn đang theo dõi livestream đúng không? Nửa đêm như này đây, 40 like xong các bạn để lại một cái like ủng hộ kênh ăn mừng Manchester United chính thức vào vào chung kết của Carabao Cup và sẽ thi đấu tại Wembley, sân vận động Wembley của London của nước Anh đúng không? Đây là một cái một cái dịp rất là tuyệt vời để chúng ta ăn mừng